Tề Tý. Trong lúc đang trú tại Xá Quách Thí, Xá Vệ, bậc đạo sư kể chuyện liên hệ đến một nữ quỷ thần. Thời xưa, vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, có một nữ nhân kia thực hành nhiều công đức, thiện sự và cúng dường tăng chúng một tinh xá tốt đẹp, rồi từ trần và do một ác nghiệp khác, nàng tái sanh làm nữ quỷ thần trong một lâu đài ở vùng Tuyết Sơn, chúa tể của núi non gần hồ Ratthakara. Nhờ các công đức thiện sự, nơi đó hiện ra cho nàng một lâu đài tuyệt mỹ, làm toàn bằng ngọc báo, khắp nơi đều đầy lạc thú hấp dẫn, lại có một hồ sen giống như vườn thiên giới nành đá ná, hay còn gọi là hoang lạc viên. Toàn thân nàng có màu vàng rồng, yêu kiều diễm lệ, được khéo điểm trang rất khả ái. Nàng cư trú tại lâu đài ấy, không có nam nhân nào cả. Tuy thế, trong lòng nàng lại khởi nên ước vọng bầu bạn với nam nhân. Thế rồi, nàng thả vài quả xoài xuống dòng sông suy nghĩ. Đây là một mưu kế, tất cả đều được hiểu như trong chuyện hồ Kannamunda. Chuyện 12, phẩm 2. Trong trường hợp này, có một thanh niên sống ở Ba La Nại, thấy trên sông Hằng một quả xoài và biết nguồn gốc của nó. Vì vậy, đi theo dòng, chàng tìm kiếm được đối tượng của mình ở tận nơi cư trú của nàng. Nàng hân hoan đón tiếp chàng vào nhà nàng, và khi nàng đã nhìn thấy mọi vẻ uy nga, lộng lẫy của nó, chàng ngâm kệ hỏi nàng. Nàng đi lên đến một lâu đài, có cột trụ xanh biếc sáng ngời, kiểu cách muôn màu, phong phú quá. Ở đây tiên nữ thật hùng oai, trong nàng chẳng khác vầng trăng sáng, vằn vặc tròn quay ở giữa trời. Da nàng quả thật giống vàng rồng, hình dáng huy hoàng, đẹp mắt trong, an tọa trên ngai, cao tột đỉnh, cô đơn vì thiếu bóng lan quân. Chung quanh nàng có đủ hồ sen, nhiều loại hoa sen trắng ngọc chen, các phủ đáy hồ quanh bến nước, bằng vàng chẳng thấy lắm bùn đen. Thiên nga xinh đẹp thỏa lòng mơ, bơi lội chung quanh mặt nước hồ. Khi tụ họp, yêu ầm, kêu ầm, ầm ỉ, vui tai như tiếng trống rung to. Huy hoàng rực rỡ bóng thuyền quyên, nàng dựa mình trên một chiếc thuyền. Mi mắt, vòng cung đang tỏa sáng, giọng cười tiếng nói thật êm đềm. Tứ chi nàng thập phần thanh lịch, nàng rạng ngời trong vẻ diệu huyền. Lầu các nàng không chút bụi trần, có vườn tiên lạc thú vô ngần, hiện thân hạnh phúc gia tăng mãi, đang đứng ở trên khoảng đất bằng. Tiên nữ có dung nhan tối thắng, ta mong hưởng lạc thú cùng nàng. Nàng ngâm kệ đáp lời, làm nghiệp nào mang quả đến đây, trí chàng hãy hướng đến nơi này, hoàn thành những nghiệp nào sanh quả, có thể nhận ra ở chốn này, nhờ cách ấy sau chàng sẽ được, thiếp là tiên nữ, thích vui vậy. Khi chàng trai nghe xong lời của nàng quỷ thần, chàng trở về cõi người, tại đó chàng quyết tâm quán tướng đến nơi kia, và do kết quả ấy, chàng thực hành nhiều thiện nghiệp. Chẳng bao lâu, chàng từ trần và tái sanh tại nơi ấy gần bên nàng. Các vị kết tập kinh điển, ghi vần kệ cuối cùng, kể lại chuyện chàng cộng chú cùng nàng. Mong vậy, chàng trai vội đáp lời, rồi chàng tạo các nghiệp trên đời, phát sinh kết quả về nơi nọ. Khi đã làm xong nghiệp rồi, chàng được tái sanh vào chốn ấy, cùng nàng bầu bạn cảnh bồng lai. Nắc mô Bích Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Và con đã đọc xong bản chánh kinh, bài số 28, Ngạ Quỷ Sự. Và bây giờ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh để sư có thể đăng đàn và có thể giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. À.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Nguyên Như đã đọc phần chánh kinh. Cảm ơn cô Nguyên Trang đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Thì cái duyên sự hôm nay thì cũng cũng dễ hiểu ha, không có gì rắc rối. Cái cô nàng này làm phước, nhưng mà vì có những cái chướng nghiệp, cho nên là sau khi chấm dứt tuổi thọ thì nàng tái sanh lại làm một cái chư thiên địa cầu, hay là ngoài đời nó gọi là địa tiên đó. Còn ở trong thì ngài Thích Minh Châu ngài dịch là quỷ thần, thần quỷ. Ra đó chúng ta phải hiểu là những cái vị mà làm các công đức nhưng mà cái tâm nó chưa hết phiền não, với cái tâm cũng còn ô nhiễm, nên cái phước nó đem lại không có thù thắng, không có cao tốt đẹp. Bây giờ thì quý vị cũng đang học diệu pháp. Bây giờ sư hỏi là nếu mà so sánh ở trong diệu pháp á, thì cái tâm của cái nàng này làm đó, nó thuộc về cái tâm nào? Quý vị có thể cho sư biết được không? Mời quý vị ơi. Chị Kim Nhung thì nói là tâm đại thiện mà không biết là có đúng không nghe cô Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thầy. Dạ bạch sư, khi con đọc trở lại á, thì người ta nói là có một nữ nhân kia thực hành nhiều công đức thiện sự và cúng dường tăng chúng một tinh xá tốt đẹp rồi từ trần, mà chỗ đó không có nói là nàng là cúng dường với một cái tâm là để cho giải thoát, hay là để cho có phước, hay là tự nhiên cô có bạn bè rủ rồi cúng dường. Thành ra chỗ này không biết là hợp trí hay ly trí bạch sư. Dạ xin con xin sư giải thích thêm cho chúng con chỗ này ạ. Con xin chân bích lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, không biết là âm thanh có nghe rõ không à? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, rồi cảm ơn cô Nguyên Như, Nguyên Trang, và Quanh Phạm. Thì á, bây giờ á, mình biết nhân thì nó sẽ cho quả. Bây giờ mình nhìn vào quả thì mình truy ngược lại mình sẽ biết cái nhân cái gì. Nếu mà cô ta đó làm
với cái tâm mà hợp trí đó, thì cái phước nó không phải như vậy đâu. À, nếu mà cô ta mà làm với cái tâm mà hợp trí đó, thì cái phước nó thù thắng hơn. À, sẽ sanh ở cõi trời, rồi sẽ làm những cái gì thiên chủ, có những thiên nhân hầu hạ, chứ không phải là ở một cái tòa bảo cung, nhưng mà đó, cô độc, sống cô độc một mình. À, thành ra ở đây là chúng ta thấy rằng cô này cũng làm á, với cái tâm đại thiện nhưng mà ly trí. À, thành ra cái quả nó cho như vậy á. Thành ra chúng ta học á, chúng ta phải nhìn, à, nhìn nhân, à, nó đưa tới quả như thế nào. Rồi khi mà chúng ta nhìn cái quả, truy ngược nó lại để thấy được cái nhân, không? Bây giờ nhìn một chúng sanh, à, đang có một cái đời sống hanh thông, à, dung sắc tốt đẹp, rồi có tài sản, có địa vị, à, nên biết cái người này xưa đã tạo nhiều công đức phước báo, à, có giới hạnh tốt đẹp, đúng không? Còn mình nhìn một người, à, mặc dù họ giàu sang nhưng mà họ không có địa vị, rồi dung sắc nó cũng không có được tốt đẹp, à, ốm đau bệnh tật này, thì mình biết rằng cái người này đó, mặc dù cũng có tạo những cái thiện pháp, nhưng mà bên đó nó cũng có tạo những cái bất thiện pháp. À, cho nên bây giờ á, mặc dù có tài sản nhưng mà thiếu cái pháp cung kính, cho nên giờ bây giờ không có, không địa vị rồi, à, không có giữ cái giới sắc sanh, cho nên bây giờ đó, cái dung sắc không được tốt đẹp, hay yếu ốm yếu bệnh hoạn rồi đó. Thành ra chúng ta học, chúng ta phải dùng trí tuệ suy xét nhân quả, xuôi dòng nhân quả mà ngược dòng nhìn quả truy để tìm hiểu cái nhân. Thành ra ở đây đó, cô ta mới xuống cái anh thanh niên vậy, ráng làm phước đi, phước là mốt lên ở với tôi. Cái anh thanh niên ơi, về làm phước, nhưng mà làm phước á, muốn mà ở với mạng này. Đó, thành ra đó, tiếp tục cũng là đại thiện nhưng mà ly trí nữa, làm với tâm tham mà mong cầu hả. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng nhiều người đi chùa nhưng mà sao họ làm thiện đó, có cúng dường hộ đồ có, nhưng mà mong cầu, cầu cho con được mạnh khỏe, cầu cho ông chồng con á, không có việc làm, không làm ăn có tiền bạc, cầu cho con của nó đi học thi đậu đại học, à, cầu cho con nó đi làm, à, nó đi tìm được việc làm, à, cầu cho gia đình con được an vui, mong cầu không. Ít có ai mà làm với cái tâm mà đại thiện hợp lý lắm. À, đánh răng là người ta đi chùa nhiều lắm. À, nhưng mà có mấy người hiểu biết Phật pháp và làm hợp theo lẽ đạo, giống như là trong các cái buổi lễ mà mình tác bạch. À, đi chùa thì đông đó, nhưng mà nếu mà làm với tâm hợp trí, làm hợp theo lẽ đạo, Đức Phật nói giống như đếm lên đầu ngón tay vậy. À, đi chùa thì đông như cái số lông con bò đó, nhưng mà làm đúng pháp
làm với tâm hợp trí thì giống như sừng con bò. Đó. Đó. Rồi. Một câu chuyện nữa để minh chứng cho cái này. Thì ở trong hình như phương pháp cứu kinh hay là trong hồi đó có một cái câu chuyện là cái nàng tiên nữ này nè. Nàng ta leo lên hái bông hoa gì đó. Thì nàng ta rớt xuống cái mất tiêu. À, cho đến chiều tối đó thì cái vị thiên chủ mà mới thấy nàng ta trở lại. Thì mới hỏi nàng. Thì hồi sáng giờ nàng đi đâu? Thì nàng ta mới nói là nàng ta leo lên hái cái bông hoa ở trên cái cây vậy đó mà rớt xuống. Rồi nàng ta chết. À, nàng ta xuống dưới cõi nhân loại. À, tái sanh. Rồi nàng ta nhớ được cái kiếp sống trước của mình ở là chư thiên ở cõi trời. Cho nên là nàng ta cố gắng thọ bát quan trai giới, rồi làm nhiều cái công việc phước báo như hộ độ cúng dường như này kìa. Nhưng mà mỗi lần mà nàng ta làm á, là nàng ta phát nguyện là cho con trở về với ông chồng của con, cho con trở về với ông của con. Thì nhiều khi chư tăng á, mấy vị kia nó ủa sao cô này cũng làm phước mà cứ nguyện cho cổ trở về với ông chồng cổ. Thì Đức Phật mới biết cái tâm ý của cổ á, không phải là ông chồng ở cái cõi nhân loại này, mà cái tác ý của cổ á hướng về cái ông thiên chủ ở cõi trời á, ông chồng của cổ ở đó á, chứ không phải ông chồng này đâu. À, thì sau khi mà hết tuổi thọ cõi nhân loại thì cổ tái sanh về. À, cổ mới kể lại với vị thiên chủ là ông chồng của cổ á, là cổ sanh xuống dưới này, rồi cũng có chồng, có con, cổ thọ trì bát quan trai giới, rồi vậy đó. Cổ làm với mong muốn là để được tái sanh về với ông. Đó. Thành ra đó, đa phần chúng sanh á, họ làm với một cái tâm phiền não lý trí. Chứ ít có người mà làm với cái tâm hợp trí. Cho nên á, là hả mình với cái tâm nào thì nó sẽ cho cái quả đó. Quý vị thấy rằng á, có cái vị công tử ổng kiến tạo một cái pháp đường, rồi ổng về là đại thi kéo có người về rồi đó. Nhà thấy cái tòa bảo cung quá lớn luôn, như là vàng ròng. Rồi có các cái chư thiên ở xung quanh đó, nhưng mà hỏi thiên chủ ở đâu thì ta nói là chủ nhân của cái tòa bảo cung này còn ở cõi nhân loại. Cho nên để chúng ta thấy rằng đó, khi mà chúng ta làm với cái tâm đại thiện, hợp trí thì đầy đủ tâm tư thì nó sẽ cho một cái quả rất là thù thắng. Rồi, cái đó là nói về cái sự mà bố thí của nàng đó. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề mà nàng với cái anh thanh niên này. Thì ở đây á, cũng có cái câu chuyện là hai ông bà
trong nhiều kiếp là cha mẹ của Bồ Tát. Cho nên kiếp cuối cùng khi mà gặp ngài đó, thì ông bà có cái, gặp cái sự, có cái sự cảm mến đối với Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hai ông bà chứng đắc thánh dự lưu Tu Đà Quờn. Nhưng mà sao vị thánh Tu Đà Quờn vẫn còn cái tâm luyến ái, thì hai ông bà này sống với nhau rất là tốt đẹp từ thời còn thanh xuân cho đến khi già yếu rồi. Nhưng mà sao cái lòng luyến ái nó còn. Cho nên ổng hỏi Đức Thế Tôn nè, bạch Đức Thế Tôn, vậy chứ bây giờ con muốn gặp lại bà bạn của con ở trong nhiều kiếp sống thì con phải làm sao? Thì Đức Phật mới nói là phải thực hành bốn pháp đồng nhau. Sao? Thứ nhất là cái tính đồng nhau, cái niềm tin đó đồng nhau, hai người cùng có chánh tính, thấy không? Rồi giới đồng nhau. Thí dụ bây giờ hai người giữ ngũ giới thì giữ ngũ giới hết, hai người giữ bát quan thì phải bát quan hết. Rồi nếu mà bố thí thì hai người cũng phải cùng nhau, cùng một cái thiện sự với nhau hết, đồng đẳng với nhau thì nó sẽ gặp nhau. Rồi nếu hai người mà phát triển về các pháp hành để có trí tuệ thì cũng đồng nhau đó. Bây giờ mình lấy ví dụ rằng hai người bây giờ muốn đi chung với nhau trên một cái chuyến bay thì sao? Hai người phải mua vé cùng nhau. Nếu mà mua hạng sang á thì cùng mua hạng sang, mà nếu mà mua hạng bình thường á thì cùng hạng bình thường, thấy không? Rồi cùng chuyến bay rồi, cùng giờ, nó cùng với nhau hết thì hai người cùng đi trên cái chuyến bay đó. Nó có những cái sự kiện nhưng mà điều cái ở thế gian này quý vị thấy có nhiều khi ấy, nó trắc trở nó không nhau. Nhưng về một lúc nghe lúc không hả? Như quý vị quan hỷ thì bây giờ cái đường truyền này nó cái thời kỳ này nó cũng bị nhiễm rồi. Giờ nó cũng bị nhiễm cái virus cà giật. Thành ra quý vị thông cảm nha, lúc nghe lúc không. Thành ra khi mà anh thanh niên này ảnh về, ảnh làm cái thiện sự á, nhưng mà cái phước của ảnh nó kém hơn cái cô này. Cho nên là mặc dù là gặp nhau một thời gian nhưng mà cái phước ảnh này đến lúc nó hết. Đó, thì cũng giống như quý vị mà ở Việt Nam thì có, chắc ở bên nước ngoài thì ít. Cái trường hợp mà mình đi xe buýt gì đó,
ha, mình đi lại bến xe, mình đi xe khách ở bên này thì thường hơn. Tại vì xe nó ghé dọc đường rước khách tùm lum lá đó, ai đón là nó cũng 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 ngừng lại, nó rước hết á, chứ không phải như anh bển đâu. Thì có những người á, người ta đi từ đầu bến tới cuối bến, nhưng mà có những người á thì họ đón giữa đường, họ lên giữa đường rồi họ xuống cũng trước khi xe tới bến nữa. Tức là sao, lên sau mà xuống trước. Rồi có những người lên trước mà xuống sau đó, như vậy đó. Do cái phước đó, nó không đồng đẳng nhau, cho nên nó là gặp nhau, nhưng mà đến lúc mà cái phước cái duyên nó hết thì có người sẽ đi trước. Đó thì vậy đó, cái quy luật là nó như vậy, cho chúng ta biết để thấy rằng khi mà chúng ta làm phước á, mình nhớ mình làm với những người mà cùng cùng một cùng có một cái niềm tin, cùng có giới với nhau, rồi làm những cái thiện sự, bố thí tu tiến là đồng với nhau, thì sẽ gặp nhau. Đó. Còn mà nếu mà nó có sự chênh lệch, một người mua vé xe đi lên thành phố, người mua vé xe về Hà Tiên, thì làm sao gặp nhau được, không? Đó, mình phải phải mua vé giống với nhau và cùng một chuyến xe, rồi hai cái vé này đó, ví dụ số 15 thì số 16 có kề bên thì sẽ ngồi chung, đi chung chuyến xe, mà người mua số 1, người mua số 45, người ngồi ở đầu xe, người ở cuối xe thì cũng đâu có gặp nhau. Đó. Cho nên là nó có những cái pháp như vậy, chúng ta biết, và chúng ta biết rằng những cái thiện sự này quý vị không mong cầu về cái phước vật thì quý vị khỏi cần mong cầu. Nếu mà quý vị làm đầy đủ những cái nhân, rồi có những cái pháp hỗ trợ bổ túc đầy đủ, thì chắc chắn nó sẽ cho quả nha, khỏi cần nguyện cầu gì hết. Nhưng mà cái pháp mà để tu tập dùng bộ phương pháp trí tuệ thì mình phải phải có cái nguyện như thật mạnh, với phước báo này cầu mong nào cũng được chánh pháp, nỗ lực tu tập, tu hành đạt được. Đó. Mình không có để đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta làm những cái thiện sự thì mình phải biết. Mình học pháp để mình biết, mình làm cho nó cái phước của mình nó được mạnh mẽ, tăng trưởng tốt đẹp. Cũng một một cái công việc đó, nhưng mà khi mà chúng ta làm với cái tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ á, thì cái quả nó tròn đủ, nó rất là mạnh mẽ. Còn nếu mà mình làm với cái tâm hời hợt, lùi sục,
rồi không mạnh mẽ thì nó cho cái quả yếu ớt đó, thì tùy theo cái nhân nó sẽ cho quả. À, cho nên á là hồi đó ngài hòa thượng ngài hay nói giống như mình đi buôn vậy đó, mình đi buôn mình phải nhận định à cái bây giờ á là cái món hàng này à mình dự đoán, ví dụ như bây giờ sắp sửa vô mùa mưa à, thì sao mình chuẩn bị bán là áo mưa, bán dù, bán rồi à, à mùa nắng bán nón, bán dù đó, nó đúng, nó hợp thời à, thì mình sẽ đem lại cái lợi nhuận nó cao. Còn mình bán nó không đúng à, trời lạnh mà mình đem mình bán quạt, bán nó không sao bán không, trời lạnh thì phải bán áo ấm à, trời nắng thì bán nón, bán quạt à, bán dù, trời mưa thì bán áo mưa rồi đó, nó hợp thời đó, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích, nó sinh lợi nhiều hơn à. Còn nếu mà mình làm với cái tâm mà hời hợt, chảnh mãn, rồi lùi sục, ly trí, thì nó sẽ cho cái quả thấp thỏi. Đó là cái quy luật à, cái định luật về nhân quả nó là như vậy à. Rồi trong đời sống chúng ta học, chúng ta cũng phải biết à, chúng ta phải dùng trí tuệ à. Đức Phật dạy luôn luôn chúng ta trong đời sống á, khi mà chúng ta thấy, chúng ta phải dùng cái trí tuệ suy tư à, à tại sao à, mình phải biết hỏi tại sao à, tại sao nó như vậy à, để mình truy à, ngược dòng mình tìm nhân à, mình thấy à, bây giờ á người ta nói sao, muốn biết cái người đó tương lai như thế nào, coi cái hành động, cái lời nói của người này ngay hiện tại là ra sao à, rồi thấy cái người này trong đời sống hiện giờ họ đang ở trong những cái trạng huống như vậy đó, thì mình sẽ suy ngược ra cái nhân quá khứ họ đã từng gieo gì à, bây giờ mình lại nhà họ mình chơi, mình thấy họ có bắp có khoai nhiều quá, thì cái mùa rồi đó vừa rồi là họ trồng bắp, họ trồng khoai à, mình lại chơi nhà này nhìn thấy người này họ có nếp quá, thì mùa vụ thì họ trồng nếp hả, khi mà thấy người này họ đem ra họ gieo thì chắc chắn mai mốt người này họ thu hoạch là lúa à, thì đưa đến quả à, rồi mình in quả để mình biết là đó là để cái xong à, kết quả nên là à, nên làm, nên nói hợp thời à, đúng lúc, đúng đối tượng thì sẽ đem đến cái sự lợi ích tốt đẹp, đúng không đó, thành ra đó chúng ta học để chúng ta hiểu biết được và những cái lời dạy của Đức Phật là nó có thể áp dụng vào trong đời sống cho chính mình à, gây tạo cái lợi ích à, tốt đẹp cho chính bản thân mình và những người xung quanh à, thì đó là cái lợi ích của giáo pháp à, mà nhờ chúng ta cũng có nhân duyên
thì chúng ta mới có tìm hiểu, rồi gần gũi, rồi thân cận, học hỏi, chúng ta mới mới hiểu biết. Còn nếu mà không có nhân duyên thì giờ này ta nằm ta ngủ cho nó khỏe, để đi làm những cái công việc gì, chứ ai mà vô đây mình ngồi mình nghe chi ha. Đó. Thành ra đó, chúng ta biết là chúng ta cũng có nhân duyên, chúng ta mới được nghe những cái lời giảng dạy chánh pháp mà được các cái vị trưởng lão ghi chép lại trong kinh điển, để chúng ta học hỏi rồi tìm hiểu cặn kẽ, rồi đem ra thực hành để đem đến cái lợi ích tốt đẹp trong đời sống hiện tại, và hướng đến những cái lợi ích cao thượng trong ngày vị lai. Cái hạnh phúc an lạc ở thế gian á, nó chỉ là tạm thời, giống như đi cái con đường thiên lý. Lâu lâu mình phải ghé vô cái chỗ để mình dừng chân mình nghỉ. Nhưng mà cái trạm nghỉ chân nó chưa phải là cái mục đích của mình. Mình còn phải đi tiếp. Chứ mình vô cái trạm nghỉ mình thấy ở đây nó cũng có nước mát, rồi cũng có chỗ rồi an ổn, rồi mình lưu luyến, mình bám níu, mình ở lại đó, thì coi như là cái hành trình của mình nó không đi đến cái mục đích cuối cùng. Thì đó là cái câu chuyện và cái lời dạy của Đức Phật trong câu chuyện này. Thì cũng có tìm hiểu và cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và hướng đến hạnh phúc cao thượng, con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ xin mời chư tôn đức trưởng lão cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Khai giá. Dạ, con Nguyên Như, con xin một lần nữa kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính chào thầy Kinh vừa vào đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con một bài pháp rất là hay của ngày hôm nay. Và bạch sư, khi mà sư dạy cái chỗ mà cái anh thanh niên đó, ảnh nghe cái cô này về, ổng cũng ráng làm phước, rồi ổng làm phước khi mà cái nghiệp quả của ảnh hết của cái kiếp đó, thì ảnh có thể giống như là tái sanh vào một cái chỗ mà ảnh muốn. Nó có thể dễ dàng được như vậy không bạch sư? Thí dụ như mình thích cái người đó, rồi mình làm phước, rồi tự vì mình làm bằng cái tâm tham, rồi khi đó thì nó cũng là lý trí luôn, nhưng mà tại sao vô tình lại ảnh lại được đầu thai và ảnh lại đi sát vô cái chỗ mà hồi xưa ảnh nhớ đến? Nó có dễ dàng vậy được không bạch sư? Nếu như vậy thì cái người nào mà người ta thương nhau thì kiếp sau người ta cũng gặp lại liền. Nếu mà cái kiếp trước nữa họ gặp người khác, họ thương khác nữa, rồi gặp khác nữa, rồi làm sao sư? Không lẽ mỗi kiếp á, họ đều giống như là anh yêu em muôn đời muôn kiếp, và cái kiếp sau mình quên, mình gặp nữa. Rồi có khi nào mà một kiếp mình gặp bốn người, mình hẹn một lần rồi nó chùm nhum vậy rồi sao sư? Cái chỗ này con hơi rối. Nếu mà cái nghiệp quả nó giống như vậy thì thiệt sự là nó loạn cào cào sao sư? Dạ con xin dâng mic lại để sư chỉ cho tụi con thêm ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Thì quý vị phải nhớ rằng Đức Phật có nói một câu: nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghì. Cái nghiệp quả đó, trời ơi, nó muôn hình muôn vẻ,
À, mình khó mà biết được lắm. Đó. Thành ra ở đây á là một cái sự trùng hợp thôi, chứ không phải mình muốn là được. Nếu mà ai cũng muốn được mà ước thấy á, thì đâu có sự đau khổ, đúng không? Nhưng mà ví dụ như vì cái nguyện lực, cái luyến ái, anh này nó cũng mạnh, anh làm những cái pháp mà với cái tâm nó trong vô bám níu hướng vào cái cảnh đó. À, tâm tư anh ta nói xin lỗi, ngủ nằm mơ cũng thấy cả cái cảnh đó, thấy cô nàng đó, thì nó trong vô quá mạnh đi. À, cho nên là nó đi đến. Thành ra ở thế gian có nhiều anh thanh niên, nhiều cô thiếu nữ, hai người thương nhau mà gia đình không chấp nhận, à, người ta nghĩ là thôi ở thế gian này không được, giờ hai người tự giận chết. À, trời, nhiều nhiều cái trường hợp mà rất là khổ, hai người cùng uống thuốc tự giận chết, hai người cùng mướn khách sạn phòng trọ vô uống thuốc tự giận chết, hai người cùng treo cổ nhau chết. Trời, sư biết nhiều cái vụ rất là ghê gớm. Bởi vì họ không có hiểu, vô minh, si mê lầm lạc, cứ tưởng là mình chết với nhau như vậy rồi á, là tái sanh lại là hai người được ở với nhau, không có đâu. Đó, có làm bốn cái pháp đồng nhau hay không? Còn mà kiểu đó là gặp nhau ở đâu phải không? Gặp nhau trong địa ngục, ở trong khổ cảnh, khi mà tự giận chết với cái tâm sân hận, khi mà treo cổ chết với cái khổ đau cùng cực, thì làm sao mà có sự mà tái sanh về những cảnh giới tốt đẹp? À, từ địa ngục cho tới là loài mà Atula không à. Đó, không có tốt đẹp đâu. Đừng có nghĩ vậy. Không. Rồi cái trường hợp mà hẹn hò nhau á, cũng chưa chắc. Không. Có tứ đồng không? Tính đồng, giới đồng, thí đồng, tuệ đồng. Không. Mình phải nắm vững cái này nè. À, thì mình mới nói được. Chứ còn hẹn hò nháo tao hẹn mày đi chơi nha, nhưng mà chiều chờ hoài không tới, tao mắc công chuyện rồi, tao không đi cũng được. Có gì đâu, đâu có ai phạt giả, đâu có tù tội gì đâu mà sợ. Thì chuyện thích nhau, thân thích nhau, hẹn nhau, chuyện bình thường, có gì. Ra đó, cái chuyện hẹn rồi chuyện còn cái chuyện nhau là một chuyện khác. Hai đường thẳng song song, song song nhau chưa chắc gặp nhau. À, nó có đó thì nó đi theo. Trời ơi, bà xã tôi đó, ông xã tôi đó, chồng tôi đó, vợ tôi đó, con tôi đó. Chứ sự thật ra đó, mình nói theo cái danh từ mà ở ngoài đời họ nói đó, cục nợ không chứ, chồng gì, vợ gì, con gì.
À, đó, thành ra đó, khi mà chúng ta mà học hiểu rõ rồi đó, mình mở mắt ra, mình muốn thấy được cái con vi trùng, con virus đó, thì phải phải đeo, phải soi vô kính hiển vi. À, mình muốn hiểu biết được, mình phải soi qua cái kính pháp để mình thấy nha. Khi mình thấy rồi ha, trời ơi, tưởng đâu nó tốt đẹp gì, ai dè đâu nó nhòm gớm, không có gì là tốt đẹp, thấy không? Từ đó mình mới kinh tởm ghê sợ cái thế gian này, để mình ráng mình nỗ lực mình tu tập. Chứ còn mà nếu mà mình cứ mãi mang cái kịch mắt kiến nó che án, mình không thấy được cái thực tướng, cái chân đế của nó, thì mình cứ sao, cứ đắm say chạy theo ảo ảnh, rồi hẹn hò, rồi khổ sở, tự giận chết vì không có đạt được cái ý muốn của mình, thì sao, khổ càng chồng chất thêm khổ chứ không lợi ích gì đó. À, đó, thành ra đó chúng ta phải hiểu. Rồi chúng ta học, chúng ta phải hề tìm hiểu Phật pháp một cách sâu xa. Học về cái định luật nghiệp báo nhân quả. Rồi chúng ta học để mở mang cái kiến thức, chấn chỉnh những cái thiếu sót, những cái tri kiến sai lầm của mình. Đó là cái mục đích quan trọng ngay trong đời sống hiện tại. Nếu mà trong đời sống hiện tại này mà chúng ta còn mê lầm tà kiến, thì không phải mê lầm tà kiến ngày hôm nay không, mà nó sẽ còn tà kiến dài 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 dài. Còn nếu ngày nay chúng ta được hiểu biết sáng suốt trí tuệ, chúng ta tránh xa được những cái mê tà kiến, thì chúng ta ngay hôm nay chúng ta có sự an vui, và cái an vui này đó nó cũng xe theo chúng ta nhiều kiếp sống. Là nói như vậy. Thành ra đó mình phải hiểu biết để tránh xa cái vụ mà thề thốt là một ha. Quý vị thấy trong cái ngạo quỷ sự này có nhiều người làm bất thiện mà thề thốt rồi dính mắc vô, rơi vô khổ cảnh, ha. Rồi cái vụ mà hẹn hò thôi, càng ít gặp nhau càng đỡ khổ. Nói theo như cái ở ngoài đời mà tụi nó hay nói đó, chia tay sớm cho đời bớt đau khổ. Đó. Nhiều khi mà gặp nhau nợ nần kéo kéo cành dây cành dưa hoài, lằng nhằng hoài thì nó càng khổ nhiều thôi chứ cái gì đâu. Chia tay sớm đi, chia tay sớm thì nó bớt đau khổ. Chồng tôi, hết vợ tôi, con tôi, trong kinh đó, các vị Phật độc giác đó, khi mà các ngài vô rừng tu rồi các được cái đời là cậu đó lo cho nữa rồi mốt mang khỏi cái gì, ráng học rồi thực hành với cái chí nguyện là làm sao mà mình sớm giải thoát, chứ đừng có lưu luyến cái thế gian này nữa, đừng có lưu luyến ông nào bà nào, đừng có lưu luyến ai hết á,
thì nó sẽ đỡ khổ. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Wow, sư trả lời câu hỏi của tụi con rất là hay, bạch sư. Dạ, rất là xa thú, rất là quan hỷ. Như vậy là mỗi đứa về phải sắm một cái tờ giấy để ngày mai ngày mai làm giấy á, bạch sư. Dạ. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Con xin một lần nữa kính thay mặt đạo tràng tri ân sư Pháp Thanh, sư đã cho con chúng con những bài pháp rất là hay. Dạ, bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Sư có thể quay trở lại máy để cho đạo tràng vài phút tĩnh tâm không, bạch sư? Dạ, thưa, con không biết sư còn nghe âm thanh của Nguyên Như không, bạch sư Thanh Tâm? Dạ, con xin kính chân bích lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật. Con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đạo tràng. Tôi thấy thầy Kinh vô, tính mời thầy Kinh nói vài điều, nhưng mà thầy Kinh bỏ đi đâu rồi. Thì thưa quý vị, bây giờ 10:26 rồi. Thì cũng đến giờ, mời quý vị ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật hay là rải tâm từ, hay là niệm chánh niệm tỉnh giác 5 phút nha. Khi mà quý vị niệm Phật, quý vị nghĩ tới cái ân đức của Phật, Phật là bậc giác ngộ chân lý, Phật là từ bi hỷ xả, Phật là không tham, không sân, không si. Phật là đã đến đến bên kia bờ giải thoát, tức là đến cái cảnh vô vi niết bàn. Đó, vì vậy cho nên phiền não tới đâu bỏ tới đó. Thì mình nghĩ tới Phật mà. Phật là an vui giải thoát. Phiền não đâu bỏ đó. Rồi, mời quý vị ngồi 5 phút nha. Chỉ có thể niệm Phật, niệm hơi thở, rồi niệm tâm. Anh sẽ thấy thân tâm nó là pháp vô thường, khổ vô ngã, hãy từ bi hỷ xả.
Hai mô Phật kính chào đạo tràng. 5 phút thiền định đã trôi qua. Trước khi dứt lời, sư đọc cho quý vị nghe hai bài kinh, quý vị nhớ hai bài kệ đầu tiên của kinh Pháp Cú đó. Ý dẫn đầu, ý là chủ. Nếu với ý mà bất thiện, khổ đau nó sẽ theo ta như con bò kéo chiếc xe của nó. Câu số 2 là ý dẫn đầu, ý làm chủ. Nếu mà ý thanh tịnh, ý thiện thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng theo hình. Rồi, mình tu thiền mình nên nhớ hai cái bài kinh đó ha. Ý dẫn đầu, ý là chủ. Rồi, để sư lặp lại cho quý vị nghe cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất Dạ Hiền Giả tức là một đêm giác ngộ đó. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được, với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không dao động, xứng gọi Nhất Dạ Hiền. Bậc an tịnh tĩnh lặng, Nhất Dạ Hiền Giả. Rồi, bây giờ mời MC Nguyên Như hay Nguyên Trang về hồi hướng phước báo nha. Thì phúc chúc cho đạo tràng chứ. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, tất cả sự an lạc thường thường đến người, thường hằng đến người. Dạ, mô Phật, mời Nguyên Như ạ. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Thâm Ma Giá, Nắc mô Săng Kha Giá. Dạ, con xin kính bạch với sư Thanh Tâm là Châu. Châu mới dự báo cho con biết là Châu đang ở chung với dì của Châu Nguyễn và dì đang hấp hối trên giường bệnh. Thành ra con xin phép sư, con xin thay mặt đạo tràng có thể mà hồi hướng tất cả những công đức học Pháp và đọc kinh vi diệu Pháp và thính Pháp cho buổi hôm nay. Chúng con sẽ hồi hướng phước lành đến cho dì của Châu Nguyễn, để mà dì có thể được ra đi rất bình an và có thể là dùng tâm trí sáng suốt của mình và có thể đầu thai và vào những cái nơi rất là an lành giống như những cõi chư thiên, hoặc là nếu dì quay trở lại được cõi người thì dì cũng biết được Phật Pháp và có thể đi trên con đường chánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để chúng ta có thể hồi hướng đến chư thiên ạ. Dạ, đề hoa tạ sanh ti quy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tạ hình ta hình. Ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta soạn thình ca ron te tha quỷ ha ra măng da lê. Thề ra cha mạnh cha na hoa ca cha thình ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa. Ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha văn da sam pha hoa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tân cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc vô. Qua ăn tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ga tu sang thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô. Ua thân sam ba bu này ya ma thầm ma ri yam ba huê. Đi tê
y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằm à xá quắc khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và kính thưa chư vị Phật tử, Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai, tức là tối ngày thứ năm, từ ta 9 giờ cho tới 10 giờ rưỡi, và cũng như là con xin sám hối. Ngày mai sẽ là ngày mà mình học kinh với lại Sư Chánh Hạnh về môn Ni Tiên Vấn Đạo. Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại, mình cùng gặp nhau và mình cùng học pháp và mình cùng hành pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị.